là tranh một giấy của mandoka đó. Vẽ tranh hay là tô tranh bằng bút, bằng màu thì quá là bình thường rồi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người một chất liệu vô cùng đặc biệt để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, đó chính là bột giấy. Mọi người tưởng tôi sẽ xé giấy như thế này sao? Với một con người bận rộn, có chút lười biếng và ngại bày giống như tôi thì đâu có như vậy được. Tôi đã sử dụng bộ tranh bột giấy của mandoka đó. Đã có tranh được đóng khung, có bột giấy trộn màu, trộn keo sẵn, có cả tăm, kẹp nhíp và cả khay đựng màu nữa. Mandoka quá là hiểu tâm lý của tôi rồi. Nhờ có bộ tranh này tự nhiên tôi thấy tôi khéo tay ngang luôn á. Mà mấy cái này chắc mấy đứa cháu tôi cũng thích lắm nè. Mua về làm quà 1 tháng 6 cho tụi nhỏ bút cho điện thoại lại là hợp lý luôn. Mandoka có video hướng dẫn làm tranh bột giấy nữa, mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Bye bye.